Người làm văn phòng không thôi cũng mệt và tê tay chân bác sĩ à. Ngồi văn phòng có thể chỉ tiêu tốn 76 kcal trên giờ, nhưng mà cảm giác lúc nào cũng mệt mỏi hơn người vận động nhẹ nhàng. Bởi sau 6 triệu năm tiến hóa thì cấu trúc cơ thể con người vốn vẫn chưa thích nghi với việc ngồi văn phòng liên tục 7 đến 8 tiếng mỗi ngày. Hơn nữa thì dân văn phòng vốn có thói quen ăn uống thiếu khoa học, muốn gì ăn đấy. Nhìn thì có vẻ là khỏe mạnh đấy, nhưng mà thực ra rất là dễ thiếu vi chất nói chung và đặc biệt là vitamin nhóm B nói riêng. Hậu quả chẳng đâu xa, cứ nhìn vào những biểu hiện mệt mỏi, thiếu năng lượng hay nhất là tê bì tay chân, cảm giác như kim châm kiến bò vân vân ở những cái đầu ngón tay ngón chân sẽ rõ. Để giảm hậu quả của cái việc ngồi quá lâu, các bạn nên tập thói quen vận động sau mỗi 30 đến 45 phút ngồi làm liên tục. Với những cái tình trạng như là tê tay chân thì có thể thực hiện xoa bóp, massage. Nếu thiếu vitamin B thì có thể kết hợp bổ sung những cái dạng viên nang, ví dụ như là NAD B để giảm tình trạng nha. Mỗi hộp như thế này thì có chứa tới 30 viên, bổ sung 8 loại vitamin nhóm B hàm lượng cao, bao gồm B1, B2, B6, B12, giúp hỗ trợ cải thiện tê bì tay chân. Sản phẩm thì có dạng bào chế là viên nang mềm, thế nên là vừa dễ uống, vừa dễ hấp thu và dung nạp. Các bạn nhân viên văn phòng đang gặp tình trạng tê bì tay chân mệt mỏi thì hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt bằng cách ăn uống khoa học và tập luyện thể dục thể thao hàng ngày. Cũng như là có tình trạng thiếu vitamin B thì hãy kiên trì sử dụng vitamin B để cải thiện và duy trì mỗi ngày nha. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.